chơi thử Apple Worm nhé các bạn nhé. Chỉ như này rồi các bạn, con sâu đi đến mục tiêu dễ thế, phải ăn táo. Ăn táo được cái gì đấy? À to hơn à, không đi đến game quá dễ các bạn. Từng thử thách trí tuệ rồi với những cái trò dễ như này. 12 seconds later. Đùa quá đã, các bạn ạ. Như nào nhờ? Không đọc chat, đọc chat mất đi cái độ hay của cái game ạ. À, Suka. Bạn ạ. Game dễ thật sự. Thử thách trí tuệ của tôi không thể đọc chat đâu. Trời ơi, mấy cái game trẻ con. Game trẻ con. Làm sao được nhở? Bây giờ các bạn chỉ cần các bạn chỉ chui cái đầu xuống, các bạn chui xuống hố luôn ấy. Bạn đã hay là không được, mình phải kích cỡ 4 đúng không? Chết khó chịu vậy. À, biết. Không được, ngửa đâu lên. À, đây, tôi biết rồi. Đây. Trời ơi, cái game dễ như thế này. Game dễ quá bạn. Đáng. Tôi chẳng hiểu các bạn bảo trầm cảm gì với cái game này luôn ấy. Game quá dễ luôn ấy. Thế tôi vượt qua mà không tốn chút sức lực nào không? Ui, ô. Không ăn nữa, từ. Bây giờ mới ăn này. Bình tĩnh. Đừng thử thách trí tuệ của anh, trời ơi. Không đọc chat nhá, không đọc chat, không hề đọc chat vừa không. Đây nhá, đây này. Tôi che cái tay vào này để các bạn không ngờ, đây không ngờ nhìn thấy dòng chat này luôn nhá. Chơi bằng trí tuệ siêu phàm của tôi nhá các bạn. Đọc chat. Lại các bạn làm tôi mất tập trung đấy. Từ từ đã, lại đi đâu rồi ạ? Trông ghét thế nhở? Đi một bước nữa là mình hẹo luôn rồi. À đâu? Sao nó khó chịu vậy? Tức là phải làm sao mà vừa ăn được cái này xong vẫn quay trở về an toàn. Đó. Trời ơi, cái game trẻ con. Trời. Đừng thử thách trí tuệ của tôi các bạn. Level 8 nhá. Đấy, 10 phút được xong clip, hết clip luôn này. Game trẻ con ạ. Từ từ á. Trời ơi, đừng thử thách trí tuệ của anh Long. What? Cái này cũng kẹt. Tức là thế đéo nào thì mình cũng sẽ tạo thành cái hình khối hộp. Xong rồi. Cái này khó thế nhở? Trò chơi siêu trí tuệ à? Ăn nhưng cũng không được ăn. Trời ơi, dễ chưa. Thằng nào không giải được đúng là kém mà. Hơi dễ giải được trong một lần. Một lần duy nhất. Giờ tôi chỉ giải bằng một lần duy nhất các bạn. Khoan đã. À, mình đi. Không ăn. Ăn là bị tham đấy các bạn. Đấy. Còn mình lộn ngược lại. À. không ăn là đúng. Hay là như này à? Khoan này. Sao kiểu gì cũng nó cũng dẫn ra cái tình huống đấy vậy. Không được. Nhìn game nó đơn giản sao nó đau cái não thế nhở? Hay là mình lại vòng lên trên này. Không, các bạn đừng gợi ý cho tôi, các bạn hãy chỉ chill thôi.
không được nghe. Oh. Được chưa? Dễ quá, bạn level 10 rồi. Cái gì bây giờ, sâu đẩy đá à? À đây là kiểu bài hướng dẫn à. Ok nhá. Sâu đẩy đá ăn táo. Trời ơi. Sao lại có cái game nào nó dễ thế này à các bạn? À, nhìn tôi speedrun phá đảo game đây này. Ơ, cái tảng đá này để làm gì ấy? Ui, khoan đã. Chẳng lẽ là như này à? Đấy, lại còn thế này nữa à? Cũng trí tuệ phết, cũng trí tuệ phết. Trí tuệ đấy. Ờ, từ, đoạn này phải trí tuệ của bạn. Nó đang thử thách trí tuệ của mình à? Nhưng mà... xin phép. À, nhầm. Đâu này, như này chưa chết nhưng mà tôi chắc chắn là như này không làm gì được. Vì như này thì cũng không lên được, cho nên là nó phải, lúc đấy nó phải là như này. À đâu, mình phọt xuống là mình bị thọt luôn nhở. Mình đi xuống là mình bắt buộc chỉ có một nước đi thôi. Thế mình phải đi xuống bên này à? À không, đi như này. À nhưng không, như thế thì cũng không đẩy được. Thế nó phải như thế này đúng không? À như này thì thành cục xúc xích ở giữa luôn. Cũng được, vì nếu các bạn đẩy tảng đá này đi là tảng đá kẹt luôn. Các bạn kẹt nó luôn. À không, không, đúng rồi, phải như này chứ nhở. Xong rồi các bạn bờ bay xuống như này đi. Ăn. Sau đó chúng ta vòng lại, chúng ta đẩy cái này vào đây thôi. Ừ, cái này dễ thế nhở. Ui sổ ôi, game dễ thật đấy, chả hiểu tại sao. Những thằng nào không giải được nó bị thiểu năng đấy các bạn. Nhờ. Thế à? Cái này mình phải đẩy trước à? À hiểu. Đó, đây cái này dễ. À không, hình như là ăn táo không bị gì đúng không? À kẹt luôn. Đẩy tảng đá sang đây. Xong mình ăn. Xong mình vòng ngược lại, mình đẩy tảng đá sang. Xong rồi bây giờ mình vòng ngược lại thôi. Ôi dễ chưa? Ui xồi. Level 15 nhá. Theo logic của tôi thì không cái gì. À khoan đã. Đã định bảo không cái gì trông nó hiển nhiên như thế nhưng mà không. Hình như nó phải thế này các bạn. Bọn này game này nó hack não lắm. Nó phải vòng vèo ăn ta la phan thế này thì vậy. Đấy. Xong bây giờ các bạn mới được vòng lại không? Đấy. Xong rồi các bạn vòng lại một lần nữa. Chẳng hiểu sao, đây cũng gọi là giải đố ạ. Tiếp. Hình như là ăn cái này xong rồi Ê, này bị kẹt luôn à? Oh shit. À đâu? Ờ này không đẩy được tảng đá này. Thế nếu mà mình chỉ đẩy tảng đá này thôi thì không qua được à? Đúng không? Để tảng đá này thôi thì không qua được. Thiếu một bậc. Có nghĩa là lúc đầu thì... À, hơi đoán được rồi. Nó phải là như thế này. Xong chúng ta đứng lên quả táo. Đấy. Thế thì dễ rồi mà, có gì đâu. Trời ơi. Đây tôi bảo bạn rồi mà. Giải đố cái gì? Level 17 nhá. Game trẻ con. Cái này nói chung là mình phải làm sao để mình xuống, mình ăn. Xong mình đẩy đá được thì mình chui lên thôi đúng không? À như này là fail rồi. Như này là không đủ rồi. Bắt buộc là mình phải xuống như thế này đã này. Ăn cái này này.
mình phải đi như thế này. Đó, đoạn này là bắt buộc rồi. Quan trọng là cái khúc sau ấy. Cái khúc này làm gì được nhở? Đừng bảo là không được. Nó không thể đơn giản đến mức mà lừa bịp mình như thế được. Hay là đây đây. Dễ thế. Cái game gì mà dễ trời đủ. Cái con 5 tuổi cũng giải được. Đi tiếp, đừng lừa tao, đừng lừa tao. Những lúc các bạn phải ăn thì các bạn sẽ đi. Đấy, các bạn phải đi thì các bạn sẽ ăn. Game nó toàn lừa thôi. Xong phải đẩy như này đúng không? Xong bây giờ mới về ăn đúng không? Từ từ á. Nói chung mình là con sâu bậc 3. Để đến kia thì mình cần phải tầm bậc 4 gì đấy à. Thế là mình đẩy thằng này trước. Từ từ từ. À chết nhầm rồi. Như thế này thì sao ạ? Mình đẩy thằng này. Sau đấy mình chuồn lại. Mình đẩy thằng này. Hình như là như thế là đúng đấy. Hình như rồi các bạn. Không nhất thiết phải ăn á. Không nhất thiết phải ăn à. Ồ, đây cũng là một giả thuyết à. Tức là các bạn nên đi như này. Đẩy tảng đá này đi. Xong các bạn đẩy tảng đá này. Các bạn chui qua. Lại gợi ý. Đừng gợi ý. Đừng gợi ý. Các bạn rất là mất dạy nhá. Cứ gợi ý nhá. Đến nguyên để tôi chui. Phá đảo này này. Lớp 20 ạ. À? Chúng mới bảo là những lúc nào mà nó không ăn ấy thì các bạn trò này nó hãm lắm. Những lúc nào bảo ăn thì lại không ăn, những lúc nào không ăn thì mới ăn đấy, kiểu nó rất đau đầu ấy. Nó không như người bình thường được ấy các bạn ạ. Thế thì tảng đá này bị kẹt luôn ở đây thì có tác dụng gì đâu nhỉ? Bởi vì khá chắc là mình phải dùng tảng đá đấy để lên trên này đúng không? Tức là phải làm sao để cái đuôi của mình nó chặn cái tảng đá kia. Tức là cái tảng đá này xuống đây. Từ từ, thế thì... Từ. Nó phải là như thế này đúng không? Không, cũng không đúng lắm. Đầu đầu thế nhỉ. Để là con sâu của mình nó như thế này. Xong rồi như thế này. Xong tảng đá nó ở đây. Đúng không? Chán chưa cái game. Này lại nhảm nha. Đây như này đúng không? Tầm nào tôi quên mất. Nhảm nha.
Đấy, này dễ quá mà. Từ đó ta này nhạo ra. Hay là mình cứ đi qua luôn. Xong rồi mình tìm cách vòng lại. Bây giờ đẩy cái tảng đá này như nào nhỉ? Tức là nó phải thành cái hình gọi là như nào nhỉ? Lại phải, mình lại phải tính. Đây. Rồi, ok. Đặt ở đây xong mình lại trườn lên trên này. Đẩy cái này. Và đã hình như tôi thấy cái gì đó sai sai. Nhảy thì làm sao đường đi được. Không đẩy được hai tảng đá đúng không? Đẩy cái này ra đây đúng không? Và đã nhưng mà nếu mà thế thì các bạn có trườn. Và đã. Cười cợt nữa, không đùa nghịch nữa các bạn. Hết thời gian đùa nghịch rồi. Tức là rồi, ok. Đó. Đó, cái này không có gì cả. Cái này mình làm như nào cũng được. Không trên mạng nào cả. À, 21. Có gai nữa à? Khéo luôn á. What the fuck. Nhưng sao là không được chạm vào cái gai. Gì vậy? Từ. Đi một bước nữa là chạm vào gai rồi. Đấy, trời ơi. Để thế nhở? Ui, bây giờ toàn trông gai à? Bơ còn phải tính là các bạn không được rớt cái đuôi xuống á. Hay thế nhờ. Khoan á, tôi có nhầm không ta? Không được. Không chơi trick như thế được. Đù. Hay là các bạn ăn như này. Rồi. Gai đâm vào mặt á. Thôn đéo chịu được. Này, đúng chưa? Không phải bò sang bên này. Ồ. Gai đâm được vào giữa cái mặt. Đúng được không? Không biết nói gì nữa. Có lẽ tôi không thông minh như tôi nghĩ mà. Ôi, thật thất vọng của cuộc đời. 22, quá dễ. Nhà hựa. Tức là phải bỏ. Đây, như này. Như này, đúng chưa? Sau đấy chúng ta không thể bị kẹt được. Thế nên chúng ta phải vòng lại. Chúng ta ăn như thế này. Sau đó là con sâu bậc 4. Tôi đã phải trườn ra khỏi đây một cách thật khéo léo như một nhẫn giả. Sụp rồi, quá dễ. Tại sao tạo ra cái game này được. Mình đi một. Mày không chết à? Ăn chết quá. Mình ăn là miếng nhục ạ. Đù. Cái này khó thế nhở? À, đoán nào rồi.
Rồi đi tiếp tôi không ăn. Miếng ăn này miếng nhục các bạn. Nó không phải ăn. Và đã đi này thì thế chẳng lẽ mình dùng đoạn này để ở thế nhở? Tức là tôi nghĩ là cái đoạn xuống này xong mình ăn ở đây là đúng rồi, đúng chưa? Làm sao là mình điều hướng được để mình vòng được cái đầu cua lại thôi đúng không, mà mình không chết. Không chết, nhấn mạnh chỗ không chết. Tức là đi thế này. Trời ơi, sao lại có cái game dễ thế các bạn ơi. Game dễ thế này làm sao thua. 24, tập xong rồi. 5 phút nữa thôi, phá đảo game. Không sao, mới mất có 10 giây thôi các bạn. Kiểu gì cũng đợi đi vậy. Đôi khi ăn lại là không ăn, không ăn lại là nên ăn. Đập cả vào mặt. Nói chung bắt buộc các bạn phải đứng ở đây để ăn cái này đi. Nhưng mà ăn ở tư thế nào hay thế, ăn ở tư thế nào để không bị đấm. Như này thì không ăn được. Nói chung là nó cũng chỉ có 1-2 tư thế để các bạn ăn thôi mà. Tức là hoặc là mình ăn theo hướng này, đúng chưa? Thế làm sao cái đuôi nó phải móc vào đâu đấy được nhỉ? Ủa? Chuyện gì mà xảy ra vậy các bạn? Tôi cũng không biết đó, nhưng có lẽ là tôi quá thông minh để có thể kiểu thua ấy. Thế là bản năng của tôi tự chiến thắng ấy. Tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa các bạn. Tôi đã biết là phải làm gì. Tôi không biết làm gì mà. Ăn dừa. Cái hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ tự nhiên thấy bàn đã được quá. Người đéo chịu được thế. Nói chung là mình phải làm sao để cái bàn này nó cũng giống bàn lúc nãy à, đẩy tảng đá qua trước. Sau đấy chúng ta vòng lại chúng ta ăn. Nhưng mà ăn phải làm sao để không chết này hựa. Chắc chắn là đẩy quảng đá qua trước. Sau đấy vòng lại. Nhảy cũng không được nhỉ. Ăn như này là cút luôn. Như này thì sao? Ăn dài ra. Không, chúng ta đẩy thằng đá đi tiếp. Game đâu mà dễ, chả hiểu sao có thể dễ được như vậy. Nhạc chẳng có tí cảm xúc gì. Tạo ra những cái game nó phải kiểu thử thách trí tuệ của con người, nó khó khó một tí chứ nhở. Những game mà nó nhạt như này thì có gì hay các bạn. Từ từ á. Hình như là phải đẩy cái tảng đá này về đấy. Nhưng mà không được nhỉ. Nếu mà đẩy tảng đá xuống dưới này thì tí nữa các bạn đẩy tảng đá đi kiểu gì đó nhỉ. Không, thật ra hình như là mình chỉ cần, tôi không nhầm là hay là mình chỉ cần như này thôi à. Đẩy tảng đá xuống dưới này để lót đường thôi, xong mình kích cỡ 4 là đủ mà. Mình đang tự nghĩ mọi thứ nó bị phức tạp lên ấy. Chứ có gì đâu, dễ quá rồi, 27 xong rồi. Thường thường như này là không được ăn táo đúng không? Không được ăn táo theo cách thông thường thì mình lại ăn theo kiểu từ từ. Ăn theo kiểu như lúc nãy.
Từ từ anh, nhưng mà như thế này thì ở đây. Xong rồi mình đẩy à đâu. Không được, mình đẩy qua đây là bị kẹt. Ở đây đâu qua được đâu. Tức là không được ăn táo theo kiểu thông thường. Thích thì húp. Mất luôn. Từ từ. Tức là nó vẫn ăn giống lúc nãy mà đúng không nhỉ? À không, thì cái đuôi của mình nó phải là hai ô cơ. Hay là cứ húp đi. Húp trước tính sau. Còn có cả húp trước tính sau nữa. Húp trước tính sau là đúng đúng không các bạn? Chẳng qua tôi phải nghĩ ra cách để thoát khỏi tình huống này thôi. Làm sao để thoát ra khỏi cái thế này? Đi lên thì không chết. À hay là nhoi không sao nữa nhở. Ui không, đã bao giờ thấy một con sâu nào nó điệu nghệ như thế chưa. 28 nhá, 29 đúng không? Ồ, 29 này hơi mệt đấy nhở. Từ. Phải ăn táo. Xong ăn táo làm sao trở về được mình ăn một... Mình không thể đẩy được đá. Đúng chưa? Nghĩa là mình chỉ quyết định tư thế mình ăn táo thôi. Mà mình cũng không có tư thế nào khác ăn táo ngoài tư thế này mà. Tư thế này xong mình khựa luôn. Hình như là còn một tư thế khác để ăn táo à. Bình tĩnh các bạn, bình tĩnh. Rùa cái gì các bạn, nhìn đây này. VIP Pro Player nó đánh chơi nó phải khác. Sao ăn được nhở? À tôi nghĩ hay là như này. Đó. Sau đó chúng ta Iku. Sau đấy chúng ta mới ăn táo. Sau đấy chúng ta khử. từ nhá. Đúng rồi, nói chung là bước 1 là bắt buộc không được ăn táo. À, chúng ta chui lên đây luôn. Xong rồi chúng ta đẩy con đá này qua đây. Sau đó chúng ta lại có thể về đây để chúng ta đẩy tảng đá này xuống dưới này, xong chúng lại vòng ngược lên. Đúng chưa? Chú sâu gọi là chú sâu. Bây giờ chúng ta ăn táo bình thường. Đúng không nhỉ? Trời ơi. Khoan đã, cái này có gì sai không nhỉ? Khoan đã. Ơ. Thằng luôn, dễ thế nhỉ? Cái gì đấy? Siêu sâu à? Tôi nghĩ là có gì đó sai rồi. Nghĩa là phải ăn hết táo. Ăn hết tất cả quả táo. Tức là chủ yếu là chỉ cần ăn hết táo. Tức là làm sao để cái này nó không được chặn táo này, là nó phải như thế này đã này. Sau đấy mình ăn quả này đã này. Xong rồi mình lên mình ăn tiếp quả này. Sau đấy mình vòng ngược lại mình ăn quả này. Lúc đấy mình đã đủ độ dài để mình ăn cái này. À xong rồi mình từ. Đây là đúng. Đúng chưa? Từ. Mình đẩy cái này tiếp đi thì sao? Ồ. Sau đó mình ăn cái này thì sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Ôi, chú sâu. Bạn ơi, hình như là tí nữa mình có cần cái không nhỉ? Từ từ tôi bảo. Bạn nhìn sâu của tôi là bất diệt không? Sao bất diệt chưa? Vươn lên chinh phục tấm công mới. Từ đấy các bạn. Có nghĩa là hai cái nó phải chồng vào nhau à? Khó thế nhở? Đây là chắc chắn là nước đi đúng. Ăn, mình ăn quả táo này nhá. Xong thế này thì sao? Xong đẩy cái này vào đây. Xong mình ăn quả táo này, xong mình đẩy cái viên gạch này. Xong mình vòng lại, mình đẩy viên gạch này vào đây thì sao? Mình vòng xuống như này. Đây là đoạn lúc nãy mình làm đúng không? Mất cả người. Ok, chúng ta sẽ ăn cái này. Và ăn cái này là hai cái free. Sau đó chúng ta đặt cái này ở đây. Và đặt thêm một bậc nữa. Sau đấy ăn cái táo này. Và đã thế thì ok. Đoạn này tôi nghĩ là tạm ổn á. Thế làm sao được? Không được đúng không? Như này không được đúng không? Bởi vì thế này tí nữa các bạn. Đây nhá. Các bạn có thể đẩy được cái tảng đá này ra đây. Nhưng mà như thế thì tảng đá này nó mất luôn ý. Vì các bạn đâu thể đâm đầu vào đây mà đẩy được. Có nghĩa là cái tảng đá trên kia nó phải được nguyên ở đấy à? Xong mình phải làm sao vòng ra sau được à? Đây này, ăn đây này. Ăn cái này nữa là chắc chắn đúng rồi, không sai được. Ơ, cái này bị kẹt luôn này. Tôi càng chơi càng ngu này các bạn. Nên đừng có đi vòng như thế, đi vòng như là hựa đó. Khoan đã, tôi hình như tôi vừa ngộ ra một điều gì đấy các bạn. Tức là mình phải ăn cái quả táo dưới này đúng không? Nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến gì à? Sau đấy mình vẫn trồi lên được thì phải. Hình như là đấy là bí quyết các bạn. Cái này không được. Cái này có đủ độ dài đâu. Cái này kẹt luôn. Cái này đẩy lên trời được à? Ồ khoan đã. Cái đấy có thể đẩy được lên trời. À ừ đúng rồi, mình phải tính cái việc mình có thể đẩy nó lên trời nữa. Như nào nhỉ? Lần này tôi ngố lắm à, thấy cái chat có vẻ chửi nhiều. Tức là nãy tôi chơi đúng rồi à các bạn hay như nào? Được nha. Như này thì không có được. Nãy thắng được mẹ rồi á, thế á. Mình nãy mình thắng kiểu gì cả. Mình cũng chưa biết là nãy mình thắng kiểu gì mà. À, hay là như này. Ơ, à, bấm nhầm. Khoan đã. Từ. Tức là ý các bạn là như này hả? Đúng không?
như này đã. Sau chúng ta đẩy cái này sang đây. Sau mình vòng như này, đẩy như này. Ồ, thì tôi sai à? To infinity and beyond. Vẫn còn nữa. Thắng. Xong. Cái gì? Có cánh bay á? Hết rồi à? Phim quá dễ luôn. Thử thử thách trí tuệ rồi với những cái trò dễ như này. Tôi nói thật đấy các bạn. Game trẻ con.